Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách 522,2 nghìn tỷ đồng. Ngân sách nhà nước đang bội thu 212,2 nghìn tỷ đồng. Trong thông báo báo chí vừa phát đi, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4 ước đạt là 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 94,4% thu bình quân tháng của quý 1, thấp hơn khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 93,2% mức thu bình quân tháng của quý 1. Thu từ dầu thô ước đạt là 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của quý 1, tăng khoảng 590 tỷ đồng. Hoàn thuế VAT theo chế độ trong tháng khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân sách trung ương ước đạt 46,5% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 39,7% dự toán.